Khoảng hơn một tuần nữa, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan sẽ chính thức lắp đặt cầu tạm đầu tiên để phục vụ thi công hầm chui nút giao Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàng thuộc dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa. Tại thời điểm này, thì các đơn vị đang tập trung rào phần đường tại nút giao Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàng để chuẩn bị cho việc thi công cầu tạm trên. Cầu tạm đầu tiên được lắp đặt tại nút giao Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàng tới đây sẽ bố trí lưu thông 3 làn xe. Các vị thi công đã tổ chức rào lùi ra hàng rào đường 5m. Trong các quá trình tiếp theo thì hàng rào sẽ được luân chuyển và bố trí lắp đặt, nhưng mà vẫn đảm bảo được có làn xe thông xe ở đường Trần Quốc Hoàn là 4 làn xe tối thiểu để đảm bảo được không kẹt xe. Đây là cửa ngõ ra vào khu sân bay Tân Sơn Nhất có mật độ giao thông cao và thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Việc rào chắn phục vụ thi công hầm chui tại nút này có thể ít nhiều ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự liệu tình hình này, đơn vị thi công đã có phương án cụ thể. Tất nhiên, sự chia sẻ của người dân trong điều kiện đang thi công công trình cũng là điều cần thiết. Đơn vị thi công cũng đã bố trí hàng rào, nhân công điều tiết và đèn chiếu sáng, đèn báo hiệu, các biển báo giao thông đầy đủ. Các phương tiện lưu thông qua thì chú ý giảm tốc độ và đi theo cái sự phân luồng điều tiết để cho không bị tắc nghẽn. Đi lại hàng ngày của người dân thì nó sẽ có bị ảnh hưởng, nhưng mà không vì một cái chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến công việc lớn được. Quan trọng là người dân phải có ý thức, biết nhường qua lại, có thể tìm con đường khác đi, né bớt đường đang thi công thì tình trạng có thể giảm bớt ùn tắc giao thông. Theo kế hoạch, sẽ có hai cầu tạm được thi công lắp đặt tại nút giao Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàng. Trong đó, cầu tạm thứ nhất có 3 làn xe và cầu tạm thứ hai bố trí 2 làn xe. Dự kiến vào giữa tháng 3 năm nay sẽ hoàn thành cây cầu tạm đầu tiên và cây cầu còn lại sẽ hoàn thành vào giữa tháng 5. Riêng hầm chui nút Phan Thúc Duyện Trần Quốc Hoàng hoàn thành tháng 7 tới và toàn dự án xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa phấn đấu đưa vào khai thác vào cuối năm nay.